Ba thề trả thù cho chồng, bốn
là thề sẽ làm được tất cả những điều bên trên, đúng không con? Dạ đúng. Hôm qua bị chú đánh đầu đánh đó, và giặt Trung Quốc hả chú, đánh cô giặt Trung Quốc hả chú. Xong giặt Trung Quốc đầy như cao như là ngọn núi, cuối rừng luôn chú. Còn thằng, còn giặt, còn sáng cô giặt Trung Quốc, trôi là sao, cuối rừng luôn chú, ghê lắm á chú ơi. À, sắc chặt chết này ghê lắm đúng không con? Dạ đúng. Bà ta nói là sao con? Ba bà chân đã chiếm được 65 thành trì. Và hai bà chân lên ngôi vua, đặt tên là chân nữ vương. Rồi sau đó giặc Trung Quốc nó bị mất cổ, rồi nó bị nhục nhã, rồi nó bị con gái của hai bà chân là quân của hai bà chân đánh cho tơi bời. Đang chẳng qua lá hẹ con đi về đi, chú vô nha. Chú. Ủa là nãy chú mới vô.